Sao khai em kém đi khi chơi khơi bạc 20 khơi phục khúc? What? Nói gì vậy trời? Bài tiếng Thái đúng không? Ừ, tại sao đi trễ? Tại sao đi trễ? Trời là sao? Đổ lông. Đổ lông, đổ lông đai khắp. Đổ lông đai khắp. Đúng rồi. Ui, trời ơi, ủa tới 3 bộ luôn hả? Ủa, 3 bộ mà. Em không biết có sự có mặt của bộ này luôn. Cái là thật sự lần này chuẩn bị đồ là giống như là đi thi lại lần 2 gì đó. Đúng rồi. Ai lớp tiếp? Top. Ai lớp Insta? I love Snap. Chá. I love you. Gì? Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Vlog của Đỗ Long. Mọi người ơi, tháng 3 của mọi người như thế nào? Riêng với Đỗ Long, tháng 3 là một tháng cực kỳ bận rộn. Tại vì trong tháng này, tất cả những event đã bắt đầu hoạt động trở lại rồi. Và Đỗ Long phải làm đồ cho rất là nhiều celeb. Để Đỗ Long nhớ coi. Trong tháng này thì Đỗ Long phải làm đồ cho livestream của chị Lợi Quyên nè. Rồi làm đồ cho chị Lý Nhã Kỳ nè, Khai Thi Nguyễn nè, Diệu Nhi nè, rồi cho Đỗ Hà chuẩn bị đi thi Miss World lại nè. Và có một nhân vật mà Đỗ Long không thể nào từ chối được. Tại vì đây là một cô gái có một cái phong cách rất là sexy, rất là táo bạo, rất là nóng bỏng và rất là hợp style của Đỗ Long. Thì như mọi người thấy sau lưng Đỗ Long nè là 3 bộ đồ. Một nhân vật mà tới 3 bộ đồ thì mọi người nghĩ là Đỗ Long phải bận rộn đến như thế nào. Và cô gái này chút nữa sẽ đến đây và cùng tung lên với Đỗ Long. Mọi người hãy cùng ráng xem nha. Hello. Sao khai em khém đi khi trời khơi ba khá mưa khơi phục khúc. What? Nói gì vậy trời? Hiểu không? Cậu em là chị đây. Mà nói cái tiếng gì? Tài khai sao khai em khém đi khi trời khơi ba khá mưa khơi phục khúc. À, rồi rồi. Rồi. Tài khai về khi tầm kham rượt khưa rồi. Tầm kham rượt khưa. Còn khoa thầm không chịu khưa. Rồi khoa xài khai kèm khem về khe khuyên 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 nè. Mọi người có hiểu gì không? À, Đỗ Long, đây, đây, em dịch đi, em dịch đi. Anh dịch có anh dịch đi. Anh nói là tại sao em đi trễ 30 phút. Tiên nói là tại vì Tiên phải về tắm và che khuyết điểm. Che khuyết điểm. Ồ, em nghĩ ra vậy. Anh là chuyên viên nói tiếng đó mà. Mà tưởng là vô chào tiếng Thái mà không phải chào tiếng Thái hả? Lóng mà. Rồi. Nói tiếng lóng mà. Tiếng Thái gì đây trời. Rồi bây giờ em chỉ anh mấy câu tiếng Thái đi. Bây giờ muốn nói tiếng Thái hay tiếng Thái là tại sao đi trời? Tiếng lóng là anh nói hơi bị nhanh. Rồi, tiếng Thái đúng không? Ừ, tại sao đi trời? Tại sao đi trời? Trời là sao? Nghĩ nói luôn. Không biết vậy hả? Trời ơi, khó. Đi khó mà. Không có chín mũi mà hỏi tại sao đi trời. Rồi bây giờ bây giờ hỏi là chào, xin chào đi. Sawadika. Oh, Sawadika. À Sawadika. Mà muốn kha hay khắp? Muốn khắp. Rồi. Rồi. Rồi thấy gì? Sawadika. Chẳng chư. Chẳng chư. Chẳng chư là tên tôi là hả? Đúng rồi, chẳng chư. Nhưng mà bây giờ là em giao tiếp được chưa? Em giao tiếp bình thường là đủ. Mấy tiếng bình thường, mấy câu hỏi bình thường thôi. Chẳng chư Long, Đỗ Long. Đỗ Long, Đỗ Long đai khắp. Đỗ Long đai khắp. Đúng rồi. Bây giờ em chỉ anh câu em đẹp quá chứ khác là gì? Sùi ma. À, sùi ma là anh biết rồi. Sùi ma. Cái đó là cái câu nổi tiếng nhất của anh. À, nhớ anh biết rồi. Sùi ma. Không, ma chứ không phải ma. Sùi ma. Ừ. Ma. Có vần A, có vần K. Ma. 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 Đó, đúng rồi đó, chứ không phải sùi má má. Người ta chỉ đúng. À. Chỉ đúng, những cái cười. Rồi, bây giờ em làm sao mà không chút nữa anh sẽ được nói câu đó trên người của em nha. Bây giờ vô thử đồ. Đó, quan trọng là đồ nha. Ba bộ đồ rất là nước sôi và rất là gấp. Rất là tung lên. Ui, trời ơi, ủa tới 3 bộ luôn hả? Ủa, 3 bộ mà. Em không biết có sự có mặt của bộ này luôn. Trời ơi, bộ này là bộ mà làm lâu nhất đó. Rồi, mọi người thấy không? Nè, em biết nè, cái này là đâu phải là giải đâu. Dán từng viên đá lên đó trời. Bảo sao? Đó. Đây là ba bộ đồ mà Đỗ Long với lại stylist Louis Huy Đặng ngày hôm nay đã vắng mặt hả? Nó sợ là bữa nó đến xong à anh đứng lên trên nó đứng ở dưới nó chửi anh. Rồi nhưng mà nhìn vật ba bộ rất là thấy là khá là chặt nha. Đó, đây. Bên này hở nguyên cái lưng nè, đó. Ừ, rất là đẹp luôn. Đó. Khá là chặt chém đó. Và ba bộ đồ này rất là đúng phong cách của thầy Tiên. Tại vì bữa giờ về Việt Nam thấy em hơi hiền. Ủa nhưng mà bao đầy này em. Mình gọi là nhập gia tùy tục. À nhập gia tùy tục. Ủa nhưng mà bao bộ này là cái em mặc sự kiện gì bữa Louis nó quên rồi ta. Ờ em đi lúc mà em đi ra bên Latin á, đi tour bên Latin á. Đi tour. Em đi Latin.
tour. Đi là tour. Của Miss Grand International thì đã có đi Peru này, Colombia này, Ecuador này. Thì là chắc chắn là ba bộ này sẽ mặc được trong cái dịp này, chắc chắn là trong một cái buổi họp báo, hoặc là tại vì qua bên đó em sẽ có đi họp báo nè, họ đi diễu hành nè, và kiểu như là có một cái đêm gala rất là lớn ở bên ba nước đấy, thì chắc chắn là mấy bộ này sẽ trong một cái buổi họp báo lớn nè, hoặc là bộ này sẽ trong một buổi gọi là cocktail ăn tối nữa, mà buổi nào em cũng sẽ được quay hình hết, là bộ đồ lúc nào cũng phải lồng lộn, tức là lúc nào cũng phải chặt chém đó đúng không, tại vì Louis nó có nói anh đó là anh ơi tiên nói là phải luôn lồng lộn nha anh. Chính xác. Thấy là ba bộ này quá chỉ lồng lộn, nó thử. Ủa thì bây giờ em muốn thử bộ nào trước? À, trước cũng được hết trơn á. Bộ nào cũng phải thử. Thôi giờ bộ đỏ này trước đi. Đỏ trước đi. Rồi. Đó, sao? Quá là chấn động luôn. Chấn động quá. Chưa? Chấn động chưa? Trời ơi, thiệt luôn á, không tin nổi đâu, mọi người nhìn cái lưng. Trời ơi, lưng rất là nhiều khiêu nha. Nhiều khiêu nha. Sexy khiêu đúng không? Okay, okay. Rồi, đây là bộ đồ mà Louis Huy Đặng rất là tâm tư đó. Rất là lo lắng, nó là trời anh ơi em hồi hộp, em sợ mà có gì lần nhỏ nó chửi em. Bộ đồ này là lúc mà vẽ sketch nó lên sketch là kiểu là dành cho một cái sự kiện khá là quan trọng, cho nên là kiểu rất là lo, không biết là sẽ như thế nào. Thì qua bên Mỹ Latin thì cũng kiểu rất là sợ là nếu mà mình không có chặt chém thì kiểu mình sẽ bị xù khu à. Cho nên là phải cố gắng, là giống như là thật sự lần này chuẩn bị đồ là giống như là đi thi lại lần hai vậy đó. Đúng rồi. Cho nên là chuẩn bị đồ rất là kỹ lưỡng, tại vì mình đi là cũng để quảng bá cho hình ảnh của Miss Grand International, rồi cũng quảng bá cho cả phụ nữ Việt Nam nữa, cho nên là kỹ lưỡng. Rồi lúc đi thi là chỉnh chuông 1 nha, còn là đi thi là chỉnh chuông 10 nha, cho nên là gọi là rất là lo lắng. Hoặc là ý là sức nặng của Vương Miện đúng không? Đó anh thấy sao? Không, anh thấy sexy. Okay rồi đó. Đó, đẹp đó, sexy em đó. Thấy ok rồi đó, nhưng mà có mấy cái mà... rũ rũ xuống nữa là sẽ... Đúng rồi, phải sửa lại. Nói chung là nè, nè. Mọi người thấy không? Không phải là mặt cái đều vô được liền. Bây giờ Tiên muốn những cái này nó rũ xuống nè, đúng đó. Đó. Rồi xong rồi mút nè, phải tháo ra, bớt. Đó. Đồ thiết kế là phải sửa, nhưng cái một cái là được vô liền đó, hiếm khi nào mà được cái là vô liền lắm. Bây giờ anh chỉ còn còn cầm khoảng chắc là 4-5 ngày để anh chỉnh thôi đó. À 4-5 ngày thì anh đã anh quá quen rồi. Anh làm cho em toàn là 1-2 ngày không. Trời ơi, mỗi kêu bộ đồ gì mà event gì bên Thái em nhớ không? Nó kêu anh làm. Đúng rồi. Trời gửi gấp mà làm trong vòng 2 ngày, trời như điên lên luôn á. Bộ đồ lâm lại 8 mét. Mất cái tà chứng nào. Không là không có thời gian thử luôn mà cuối cùng lên vẫn đẹp. Tổ đãi anh em mình. Gọi là rất là hợp với Triều Tiên nha. Rồi, bây giờ thử bộ khác nha. Ok. Và đây là bộ đồ thứ hai. Đó. Rất là sexy. Rất là sexy, và phía sau không quay được. Ở phía sau không quay được. Tại vì cũng chỉnh một số thứ. Hơi rộng một chút xíu. Đúng rồi. Là Đỗ Long nghĩ là Thùy Tiên sao tới rất tăng cân sao ạ? Đúng rồi đó, nên phải chỉnh một số thứ. Sao bộ này em thấy sao? Rất là đẹp. Đó. Màu xanh quen cũng đúng gu phải không? Đúng gu ạ. Ủa em chừng này em qua Thái lại. Chắc tầm 7 tháng 3 em qua Thái. À 7 tháng 3 lại. Không thể giải thương tức hả? À 7 tháng 3 hả? Anh không thể giải thương tức. anh bỏ lỡ khúc này. Anh có khúc này. Anh giỏi qua em hay sao? Không, vậy mai mốt anh qua Thái là em phải làm tu ga cho anh nha, lâu quá anh không được đi nước ngoài chơi nè. Trời ơi, vậy hả? Em còn sợ là anh phải qua với anh tu ga cho em á. Chứ mọi người em đâu có đi đâu nhiều đâu. Em đi ăn. Rồi đi làm thôi. Và ăn. Ủa là cùng là ăn không hả? Đa phần là em đi ăn, em cũng không biết chỗ nào nhiều, đa phần là em toàn đi ăn. Anh nói chung là anh rất là thích đi Thái luôn á. Nên mà hầu như là mọi năm nào cũng đi, nhưng mà dịch là 2 năm chưa đi. Ôi, thấy mọi người là hay đi Thái, nghe cái đợt mà Songkran á. Đúng rồi. Là thấy rất là nhiều người đi luôn, nhưng mà rất là vui. Mà em chưa đi Thái được nào mà ngay Songkran hết. Dạ, năm nay em ở Songkran nè. Rồi giờ lại Thái lúc Songkran là rất là hào hứng. Đúng rồi, biết đâu năm nay sẽ gặp Thùy Tiên ở lễ hội Songkran. À, bên Thái là bây giờ là thường này em hay ăn món nào, em thích món nào đây, món nào nhất? Nhất là bạch Thái. À, bạch Thái hả? Mê món nó cực kỳ luôn. Anh thì anh thích gỏi đu đủ á. Ở đồ bị cay quá rồi, em ăn không được. Trời, không biết. Bị cay quá. Cay, anh thích cay ngon, anh thích miếng rồi của nó đó chứ lại cá trê. Em đi ăn lúc nào cũng kêu người ta làm ít cay hết trơn á. Nếu mà cay bình thường là em không ăn được, tại vì nó cay quá. À. Cay lắm. Rồi, vô thay bữa thứ 3. Rồi, ok. Wow. Rồi, trời ơi. Em biết bộ này là anh lấy cảm hứng từ gì không? Sò đúng không? Đúng rồi, không, tại vì bữa giờ anh thấy em về em bận rộn quá, em không có thời gian đi chơi á, nên anh tạo cho em một cái cảm hứng là em nhớ biển.
bây giờ là chưa có dịp mà đi biển. Ủa có gì đi biển? Hình như là chưa luôn á. Tại vì không, em nghe em nghe nói là giờ là lịch trình của em rất là đúng, kinh khủng đúng không? Đúng là hơi bận thiệt. Không biết đi chơi là cái gì đó. Mà công nhận em vẫn tươi hay thiệt á. Em nghe nói lịch của em là kín mít luôn á. Vẫn tươi. Mừng quá. Đó, tính ra là bộ này là bộ là anh làm lâu nhất á. Công nhận em thấy anh nhìn này rất là chỉnh chu. Tại mấy cái này em biết là nó vải, nó phải đâu phải thiệt đâu, này phải đính lên vải. Dán tất cả là đá, nó dán hơi từng hạt. Nó rất là cực. Đó. Khổ thân mà ra, này là bộ đồ vừa nhất từ nãy giờ nha. Nãy hôm nay là bộ đồ không cần chỉnh gì nha. Khá là vừa. Nhưng mà nhanh vẫn chưa hình dung là em sẽ mặc trong cái dịp gì. Em cũng chưa. Bộ đồ này em cũng chưa thấy sketch của nó luôn mà anh. Tự nhiên em thấy anh để bộ đồ em hết hồn, em còn không biết nữa nè. Đó, hy vọng là em sẽ diện cho một dịp thật là đặc biệt. Thật là chặt chém. Đó, thật là lông lộn nha. Chắc chắn rồi, lộn lắm rồi, không lộn. Rồi, nói chung là hồi nãy giờ là em chặt em cũng hơi nhiều nha. Bây giờ anh sẽ cho em chơi một cái trend trên TikTok. Tức là giờ anh nói câu đầu thì em sẽ nói cái chữ sau. Okay. Ví dụ như là I love tip. I love Insta. Ram. I love Snap. Chat. I love you. Gì? YouTube. Cúc này em lắm lên trà xá. Ủa thì cái du gì má ơi. Ê không ơi, sao không biết cái trend trên TikTok vậy ta. Trời ơi, trend này rất hay nha, sao lên dựng trên TikTok rồi. Ủa vậy hả, sao không biết trend đâu vậy. Trời ơi, mà biết là anh chết. Rồi, cảm ơn thầy Tiên rất là nhiều ngày hôm nay đã làm khách mời trong tập vlog mới nhất của anh. Và hy vọng là đừng có cảm ơn không, tí gì chả. Ủa, cảm ơn hả. Là vậy đồ này anh gửi báo giá cho em nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều và hãy nhớ nhấn like và subscribe kênh YouTube của Đỗ Long nha. Please follow and subscribe Đỗ Long Official on YouTube. Cảm ơn, bye bye.